đấy không khác gì là một trong những cầu thủ chơi tiểu sao cả. Hồ Khánh Lam, gôi 1-0 dành cho các thủ Aztec United. Hàng phòng ngự của các cầu thủ áo xanh trắng đã vô cùng lơi lỏng ở trong tình huống vừa rồi, đã tạo điều kiện rất lớn dành cho Hồ Khánh Lam có thể di chuyển xuống và đối mặt. Tỷ số là 1-0 rồi. Chúng ta hãy cùng theo dõi lại tình huống này. Một tình huống mà Ngọc Minh Idol đã tạo ra một đường chọc khe linh láng nước dành cho Ngọc Minh Idol. Xin lỗi bạn ơi, dành cho Hồ Khánh Lam. Khoảng thời gian có thể nói là rất dài, và có thể trong hiệp một này sẽ có thêm bàn thắng dành cho Aztec. Vừa rồi đó là cú đá của Đại Huy, cú đá khá nhẹ của Đại Huy, và không có gì nguy hiểm ở trong pha bóng vừa rồi. Bây giờ Thái Quý, vẫn là Thái Quý dứt điểm từ xa. Không vào, nhưng gọi là vẫn còn dành cho các cầu thủ Delta Sport. Vẫn không vào. Vô cùng đáng tiếc dành cho các cầu thủ Delta Sport với những cơ hội vừa rồi. Ở nhịp đầu tiên, dù cho là Henry Tèo có thoáng chút giận mình, nhưng anh cũng kịp phản xạ để cứu thua dành cho câu lạc bộ Aztec United. Vô cùng tiếc nuối dành cho các cầu thủ áo xanh. Và đây là tình huống vừa rồi, tình huống mà cầu thủ số 9 của chúng ta đã dứt điểm chưa chính xác. Chitores, Hồ Khánh Long, không được, cú đá chưa tốt của Hồ Khánh Long. Còn đây, đây chính là tình huống mà Henry Tèo đã có được thách thức đầu tiên. Anh đã có một pha truy cản vô cùng xuất sắc. Ibra đang gặp rất nhiều những khó khăn. Không được. Hoàng Nhật Minh dứt điểm. Tuyệt vời Hoàng Nhật Minh ở trong tình huống vừa rồi. Một cú đá ngoài khu vực 16m50 vô cùng hấp hiểm, và thủ môn của Delta Sport chỉ biết phải vào lưới nhận bóng mà thôi. Rất may là trong tình huống vừa rồi bóng đã không đi ra ngoài, bóng đi quá chính xác. Tuyệt vời Hoàng Nhật Bình. 2-0 dành cho câu lạc bộ Aztec United. Chúng ta hãy cùng ngắm nghía lại pha bóng rất đẳng cấp này. Cú đá với một lực đi vừa phải nhưng rất hiểm hóc. Chitores rất nhịp nhàng. Ngọc Mê Đô, những bước chạy rất dũng mãnh của Ngọc Mê Đô và xử lý khéo, nhưng cuối cùng thì anh lại dứt điểm hụt. Rất đáng tiếc ở trong tình huống vừa rồi anh đã bị tẹt cơ trong pha bóng mà anh có cơ hội rất lớn để ghi bàn. Đáng tiếc dành cho Ngọc Bê Đầu. Chúng ta cùng theo dõi lại tình huống tẹt cơ này của cầu thủ số 7. Khá là tiếc nuối, thì có lẽ anh cũng không thể ghi bàn. Đấy, đó là trận đấu mà chúng ta thấy là sự chênh lệch về chuyên môn là rất cao. Đường chuyền hay nữa của Ngọc Bê Đầu dành cho Hồ Khánh Long. Hồ Khánh Long để rồi là 3-0. Ngọc Mê Đồ tiếp tục là người kiến tạo, và người ghi bàn tiếp tục là Hồ Khánh Long. Cú đúp kiến tạo của Ngọc Mê Đồ và cú đúp bàn thắng dành cho cầu thủ mang áo số 19, Hồ Khánh Long. Tuyệt vời. Đây là một pha bóng mà hàng phòng ngự của đội bóng áo xanh trắng một lần nữa đã để lộ ra những yếu điểm của mình. Họ thi đấu không chặt chẽ, có những khoảng hở rất lớn, sự liên kết giữa các mắt xích ở tuyến dưới là vô cùng lơi lỏng, và điều đó đã khiến cho Aztec dễ dàng tấn công. Mất bóng rồi, Chitores, cú thả bóng dành cho Ngọc Minh Idol.
Ngọc Miguelo, Ngọc Miguelo, Ngọc Miguelo. Cú nhả ra dành cho Bạch Tú. Torres, dứt điểm. Không vào. Đáng tiếc cho tình huống vừa rồi của chính Torres. Bóng đá chạm vào mép ngoài cột dọc và chưa thể có bàn thắng thứ tư dành cho các cầu thủ Aztec United ở trong quả bóng vừa rồi. Khoảng trống là có, lực đi khá mạnh nhưng không đủ độ chính xác và không có được sự hiệp hấp giống như đường truyền của Mạnh Tú. Hồ Khánh Long, Hồ Khánh Long có thể chuyền bóng dành cho Ngọc Miedo ra ngoài, gần như là như vậy. Rất đáng tiếc dành cho Ngọc Miedo. Không hiểu vì sao mà Ngọc Miedo lại có một tình huống xử lý không tốt như tình huống vừa rồi. Hồ Khánh Long và Ngọc Miedo dường như không có một áp lực nào. Nguy hiểm quá, Thành Danh. Đó là tình huống bọc lót của số 5 Alex Hoàng Anh. Chúng ta hãy cùng theo dõi pha bóng trước đó. Không biết anh đã tạo ra một đường bóng với ý đồ như thế nào. Đang là số 79 Quy Dominic. Nguy hiểm, không vào. Ở trong tình huống vừa rồi thì cũng không vào. Đó là cơ hội rõ nét nhất từ đầu hiệp 2 cho đến bây giờ của Delta Sport. Và đạt chất lượng của Huy Dominic. Nhưng đây là một pha bóng mà bộ đôi trung vệ của các cầu thủ Aztec đã chơi chưa tốt. Trần Phương Nam cắn lướt. Trần Phương Nam có thể chuyền bóng. Hồ Khánh Long, đấy rồi, khoảng trống lớn quá, không vào. Hồ Khánh Long chỉ biết ôm mặt mà thôi, chứ biết làm gì nữa đâu. Với cơ hội lớn như vậy nhưng Hồ Khánh Long lại dứt điểm chưa thật sự là chuẩn xác. Không gian vô cùng mênh mông, anh lựa chọn góc gần và tình huống dứt điểm chạm vào cột dọc. Chọc khe, tuyệt vời, tới sâu, vẫn còn. Không có lý do gì mà không là bàn thắng cả. Ở nhịp đầu tiên thì thủ thành Thiên Kiếp Bờ đã thật sự cố gắng rồi. Nhưng nhịp thứ hai thì anh dường như là không còn cơ hội để truy cản nữa. Và cuối cùng thì Ngọc Edo cũng đã đổ súng ở trong trận đấu ngày hôm nay. Và tỷ số là 4-0. Phong độ của Ngọc Edo trong quãng thời gian vừa qua là vô cùng ấn tượng. Và anh ghi bàn đều như vắt chanh. Pha khống chế tốt và dứt điểm gọn gàng dù cho anh. Hoàng Hiệp Minh, không vào. Không có điều gì nguy hiểm ở trong tình huống ra chân vừa rồi. Quay sát lại tình huống này khá là đơn giản. Đều đã đổ súng. Huy Dominic, không vào. Tình huống ra chân của Huy Dominic. Sự chính xác vẫn chưa có ở trong các tình huống dứt điểm mỗi khi mà Delta Sport có cơ hội. Số lần có cơ hội của các chàng trai áo xanh là không có nhiều. Đại Huỳnh. Hồ Khánh Long. Hồ Khánh Long dứt điểm. Không vào. Đá bóng. Dứt điểm. Đi
ra ngoài. Đáng tiếc cho tình huống vừa rồi của Đỗ Tuấn Anh, khá đáng tiếc cho sự trở lại của Tuấn Anh Đỗ trong hiệp đấu thứ hai này. Hồ Khánh Long dứt điểm đầu tiên, bóng ói ra, tưởng chừng như Tuấn Anh sẽ ghi bàn từ tình huống sút không được. Sự liên lạc ở trong tình huống vừa rồi là chưa đủ tốt, vì dẫu sao thì bóng vẫn đang nằm trong chân của các cầu thủ Aztec United. Hay rồi, làm gì? Bàn thắng thứ năm dành cho các thủ Aztec, và đó là ca sĩ Hồ Khánh Long. Điều gì đến rồi cũng sẽ đến. Các thủ Aztec với con người tốt hơn, thể lực sung mãn hơn, tấn công nhiều hơn, đã ghi bàn tiếp theo. Đó như là một điều tất yếu. Pha xử lý đơn giản, dễ dàng. Chúng ta không có quá nhiều điều để nói ở trong bàn thắng vừa rồi. Rất hay. Tuấn Anh, Hồ Khánh Long xử lý, đối mặt. Penalty, chắc chắn là như vậy, không khác được. Bằng bằng lao lên như một mũi tên để chuẩn bị thực hiện quả đá penalty dành cho câu lạc bộ Aztec United. Chúng ta hãy cùng theo dõi lại tình huống vừa rồi. Một tí nữa thì Hồ Khánh Long đã tạo ra sự đột biến nhưng anh đã bị chặn lại. Một tình huống phạm lỗi rất rõ ràng của thủ môn Kiên Kimmer. Ca sĩ Trung Hoa của chúng ta sẽ làm gì đây? Bằng bằng với Kiên Kimmer. Bằng bằng, không vào, vẫn còn. Bằng bằng cuối cùng cũng đã nổ súng. Bằng bằng bàn thắng thứ 6 dành cho các cầu thủ Aztec United. Đây là bàn thắng thứ 2 trong sự nghiệp của anh trong 30 năm thi đấu. Chúng ta hãy cùng theo dõi lại hai tình huống dứt điểm liên tiếp. AU đang có một ngày dạo chơi ở trên sân quân khu 7. Đại Huynh, Đỗ Tuấn Anh, Hồ Khánh Long lại tiếp tục ghi bàn. Có vẻ như bàn thắng đến bây giờ là dễ như ăn kẹo của các cầu thủ Aztec United. Kinh khủng, một sức mạnh quá ghê gớm của các cầu thủ Aztec ở trong trận đấu ngày hôm nay. Đỗ Tuấn Anh là người đã kiến tạo, và sau đó thì chỉ cần một nhịp chạm bóng thì Hồ Khánh Long đã có thể tạo ra tình huống dứt điểm rồi. Và như vậy trận đấu của chúng ta đã chính thức khép lại. Một chiến thắng tưng bừng ở trên sân của khu 7 của các thủ Aztec United. Và tỷ số chung cuộc hiện tại là 7-0 dành cho các thủ của chúng ta. Và như vậy đến đây buổi tường thuật trực tiếp của Dấu Chân Cỏ cũng xin được phép khép lại. Xin chào, kính chào và hẹn gặp lại các bạn ở những trận đấu sau.